đề về cái cây hoa lan. Gọi là cây hoa lan. Đơn cam anh chị em nhé. Đây hoàng thảo đơn cam. Vâng, anh chị em đang xem live của Trường Sơn thì hãy ủng hộ Trường Sơn một nút chia sẻ, một nút thả tim để cho Trường Sơn có những cái động lực để chia sẻ cho anh chị em nhiều hơn về cái vấn đề cây cối, hoa huét, chăm sóc, trồng. Đây là một cây hoàng thảo đơn cam anh chị em nhé. Trường Sơn đã mua từ tháng 11 âm đến năm nay bắt đầu đang nhú nụ. Thực sự rất là bận rộn nhưng mà không có nhiều thời gian quá. Em bắt buộc là phải đến bây giờ là phải trồng nhanh chóng, không là nó có nụ. Anh em nó đang có nụ. Mà anh chị em biết rồi, cây mà đang có nụ mà chúng ta không trồng sớm thì nó rất là dễ bị hỏng nhé anh chị em nhé. Thời điểm này là thời điểm mà có thể nói là trồng cây phải nhanh chóng, tránh cái việc là chúng ta đi muộn thì cây nó sẽ bị em chào anh Hoài Bảo nhé, chúc anh chị em một buổi tối thật vui vẻ. Chúc tất cả mọi người anh chị em một buổi tối thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan rừng thật đẹp, thật tuyệt vời đúng không ạ? Đây thưa với anh em, để Trường Sơn vẫn luôn dùng cái cây chỉ này, nhưng mà nói anh chị em là dùng dây chỉ mà một cái thì một cái một sợi thì nó rất hay bị đứt và nó cảm thấy nó không tự tin, không chắc chắn. Là em dùng hai sợi chỉ sau đó là quấn để buộc chặt, thít chặt chị em nhé. Thực sự với mọi người rằng là để trồng được một lò hoa lan rừng trồng thuần thì mất rất là nhiều công sức anh em ạ. Anh Hoài Bảo ơi, hôm nay em gửi hàng cho anh ấy nhé. Gửi cho anh em ngày hôm nay có 3 đơn, thì một đơn 5 cánh trắng Phú Thọ hôm qua là không biết là gọi cho anh em không gọi được. Thôi. Xong rồi. Thế là xong luôn. Cái này nó rối mất rồi. Anh em vừa mới quấn được một tí đã bị rối. Anh em nào hôm nay sưu tầm, Trường Sơn vẫn đang có nhạn hoàng nhạn 4N nhé, rất là đẹp. Bây giờ thì nói chung là cây 4N nó thật với anh em nào 4N mà lá mít nó không rẻ đâu anh em nhé. 4N lá mít không rẻ đâu. Qua Trường Sơn hôm trước có bác nào muốn sưu tầm. Đây anh em ạ. Để có một giò lan thì thứ nhất là phải mắt nó phải thẩm mỹ anh em. Thẩm mỹ. Lựa chọn cái dáng cây, cái cây này nó phải đẹp. Đấy. Cây nó phải ổn. Anh chị em thấy không? Đấy, như thế này thì nó mới ok được. Đấy. Nếu như chúng ta mà không lựa được cái cây gỗ rừng như này thì thực sự rằng là cũng rất là khó, bởi vì anh chị em ở dưới kia thì có cái phần là hôm nay có một chú hỏi Trường Sơn là cây hoàng thảo long nhãn với cây hoàng thảo đơn cam, à hoàng thảo long nhãn với hoàng thảo kim thoa, cây nào đẹp hơn? Thì cũng xin thưa với anh chị em rằng hai cây đấy thì chắc chắn là cây kim thoa sẽ đẹp hơn rồi nhé. Đấy. Chết rồi. Chết Trường Sơn. À kinh. Mọi người chờ Trường Sơn một chút nhé. Em chào anh nha. Em chào anh Hoàng Văn Oanh. Chúc anh một buổi tối thật vui vẻ.